Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay, ngày 14 tháng 1 năm 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được nhiều cuộc gọi của bạn đọc đến đường dây nóng phản ánh về việc trong lúc chờ trả căn cước công dân mới thì không biết dùng giấy tờ gì để đi giao dịch. Theo đó, trong thời gian chờ trả căn cước công dân, người dân có thể liên hệ công an cấp xã, yêu cầu cấp số định danh để dùng thay thế khi đi giao dịch. Liên quan tới vấn đề trên, trao đổi với Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thành Nam, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian vừa qua, vì nhiều nguyên nhân khách quan như dịch bệnh, người dân khai thông tin sai, chưa đủ, dẫn tới tiến độ trả căn cước công dân cho người dân bị chậm trễ. Tuy nhiên, việc chậm trả căn cước công dân này cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, vì trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã có nhiều giải pháp hướng dẫn để tháo gỡ cho vấn đề này. Cụ thể, tại Điều 5 Thông tư số 59/2021 của Bộ Công an, quy định công dân có thể sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông báo số định danh để dùng làm giấy tờ khi tiến hành các giao dịch với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Cũng theo luật sư Nam, khi công dân có nhu cầu cấp thông báo số định danh, thì công dân hoặc người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo. Mẫu thông báo số định danh được in trực tiếp từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại khoản 3 điều 5 của thông tư số 59/2021 cũng đã khẳng định công dân được quyền sử dụng thông báo này để chứng minh nội dung thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Do đó, trong thời gian chờ trả căn cước công dân hoặc khi bị mất căn cước công dân chờ làm lại, thì người dân liên hệ công an cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, yêu cầu cấp thông báo số định danh để sử dụng trong các giao dịch. Theo đại diện của công an một phường tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đa số người dân đều đã có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên việc cấp thông báo số định danh được thực hiện rất nhanh chóng. Cũng theo vị này, khi công dân có yêu cầu thì công an phường chỉ mất chừng 5 phút để tra cứu và in thông báo này cho người dân. Thông báo số định danh được đóng dấu mộc của trưởng công an phường và người dân có thể dùng thông báo này để tham gia các giao dịch trong thời gian chờ trả căn cước công dân. Thưa quý vị, chiều 13 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Dựa trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Thông tin tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Võ Trọng Nam khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Quyết định này dựa trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nam, trong dịp Tết Nguyên Đán, Thành phố Hồ Chí Minh có 18 hoạt động kéo dài từ nay tới hết tháng 2 như gặp mặt kiều bào, hội hoa xuân, chợ hoa Tết trên bến dưới thuyền, lễ dân hương dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội đường sách, đường hoa Nguyễn Huệ. Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn chợ lớn Gia Định, sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử. Cũng theo ông Nam, năm nay Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Khoảng một tuần nữa, các con đường này sẽ hoàn thiện. So với mỗi năm là trễ, đúng kế hoạch là 20 tháng 12, nhưng do tình hình dịch Covid-19 nên có trễ so với tiến độ, ông Nam cho hay. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch, đồng thời tổ chức chương trình đếm ngược thời gian đón năm mới không có khán giả tham dự trực tiếp. Thưa quý vị, bạn đọc Văn Biên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi về cho báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng theo quy định trước đây, các hành vi mua bán dâm khi phát hiện chỉ bị phạt vài trăm ngàn. Nay tôi nghe nói có quy định mới đã nâng mức phạt lên cao hơn. Xin hỏi theo các quy định mới thì hành vi mua dâm bán dâm sẽ bị xử phạt như thế nào? Giờ đây là câu trả lời của luật sư Lê Văn Bình đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Căn cứ vào Điều 24 Nghị định 144/2021, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người nào thực hiện hành vi mua dâm, phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng trong trường hợp mua dâm từ 2 người trở lên cùng một lúc. Ngoài bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.
Như vậy, nếu so với quy định cũ tại Nghị định 167/2013, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, Nghị định mới đã tăng gấp đôi mức phạt cho hành vi mua dâm. Đối với hành vi bán dâm, Điều 25 Nghị định 144/2021 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người nào thực hiện hành vi bán dâm. Trường hợp bán dâm cho hai người trở lên cùng một lúc thì phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài bị xử phạt hành chính, người bán dâm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật hoặc trục xuất ra khỏi Việt Nam nếu là người nước ngoài. Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được. Như vậy, so với quy định cũ phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng, bán dâm cho nhiều người cùng lúc phạt 300 đến 500.000 đồng, quy định mới cũng đã tăng mức phạt lên đối với hành vi bán dâm. Sáng 14 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục đưa vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ra xét xử sơ thẩm. Bảy bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Văn Tuấn, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, Lê Văn Vũ, cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy, Quỳnh Trung Thanh, Lê Văn Trứ, cựu quyền giám đốc, cựu phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy, Nguyễn Việt Hòa, Lê Hồng Khánh và Trần Tuấn Anh, cựu chuyên viên và nhân viên hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai. Trước đó, hồi tháng 6/2021, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ căn cứ truy tố theo Điều 229 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Đồng thời làm rõ hành vi của bị cáo Tuấn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong phiên xét xử sáng 14 tháng 1, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Tuấn tội vi phạm quy định về quản lý đất đai theo điểm B, khoản 3, Điều 299 Bộ Luật Hình sự, theo cáo trạng số 7, ngày 25 tháng 1, 2021. Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn thừa nhận đã sai phạm trong hoạt động ký quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Phiên tòa đang diễn ra, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Thưa quý vị, tại Việt Nam, gần 2% dân số mắc COVID-19, nhưng chưa có ghi nhận một cách đầy đủ về tình hình hậu COVID-19 trong cộng đồng. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 300.000 người bệnh đã xuất viện. Nhu cầu được chăm sóc về sức khỏe hậu COVID-19 là vấn đề đáng quan tâm. Đây là vấn đề được ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội nghị triển khai các hoạt động trọng tâm của ngành y tế năm 2022 tổ chức vào chiều ngày 12 tháng 1. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, riêng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thống kê trong 40 ngày từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 tới ngày 10 tháng 1 năm 2022, có 1.021 bệnh nhân hậu COVID-19 tới thăm khám ở tất cả chuyên khoa, đa phần vì mệt mỏi, khó thở, suy nhược tinh thần. Trong đó, trên 510 bệnh nhân, tức chiếm 50%, gặp vấn đề về hô hấp, 182 bệnh nhân gặp vấn đề thần kinh, 134 trường hợp tim mạch, 80 trường hợp về nội tiết, 66 trường hợp về tiêu hóa, 49 trường hợp cơ xương khớp. Thực tế, hậu COVID-19 không chỉ xảy ra ở bệnh nhân nặng và lớn tuổi, mà còn ghi nhận ở người trẻ từ 30 tới 40 tuổi mắc COVID-19 nhẹ. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, hậu COVID-19 không chỉ tác động tới sức khỏe, triệu chứng dai dẳng, tổn thương trên người bệnh, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhu cầu chăm sóc và phục hồi chức năng, mà còn ảnh hưởng tới công việc, khả năng trở lại làm việc, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, tác động tới xã hội và kinh tế, ảnh hưởng tài chính của cá nhân và xã hội, thái độ của xã hội với người bệnh, hệ thống an sinh xã hội. Trước tình hình trên, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chiến lược chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 với các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, như xác định mô hình của bệnh nhân hậu COVID-19 trên địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, nâng tầm năng lực chăm sóc của ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Chiến dịch này nhằm quản lý, chăm sóc, điều trị sớm người mắc di chứng, đảm bảo về sức khỏe thể chất, tinh thần cho người bệnh. Mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 của thành phố cũng thực hiện theo mô hình tháp 3 tầng. Trong đó, tầng 1 là cấp y tế cơ sở tiếp nhận bệnh nhân nhẹ, tầng 2 là bệnh viện tuyến quận huyện chăm sóc người bệnh mức độ trung bình, tầng 3 là bệnh viện chuyên khoa sâu và đa khoa tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch. Hai tầng đầu tập trung mục tiêu chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời từ sớm, hạn chế nguy cơ chuyển nặng.
Nằm trên đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 km về phía nam, làng nhang Lê Minh Xuân là nơi kiếm sống của gần 150 hộ gia đình. Gần đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, công việc của các hộ dân lại càng tất bật hơn bao giờ hết. Chia sẻ với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, anh Huỳnh Văn Tài cho biết, nhà anh đã có 3 đời làm nhang nhưng chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh này. Dịch Covid-19 khiến công việc gia đình anh bị ngưng động, không có hàng dự trữ cho khách sỉ nên gần Tết anh phải làm việc hết công suất để đáp ứng sản lượng. Mình thua, cái này là thua trận dịch vừa rồi đó, là coi như toàn bộ là phải ngưng hết. Đó, tại vì cái đó là cái dạng cách ly xã hội, mình đâu có ai làm được gì đâu, mà cũng không ai giao đồ cho mình làm. Bây giờ ở nhà mình, bây giờ mình làm ở nhà đi, thực sự là mình không có gì hết, nhưng mà cũng đâu có đồ để đâu mà làm. Thì khi vừa xả ra là bắt đầu làm ào ạt, rồi từ từ nó ổn lại, bình ổn lại, từ từ nó bình lại. Tại vì ngưng mấy tháng nó bị hụt, cái lượng hàng này nè. Trung bình mỗi hộ sẽ sản xuất khoảng 500 thiên nhang một ngày. Từ nhiều năm nay, các hộ dân đã sử dụng máy xay nhang thay vì làm thủ công như trước. Người thợ chỉ cần cho bột nhang vào phễu, đặt chân nhang vào vị trí, máy chạy sẽ cho một cây nhang hoàn thiện. Việc có máy móc thay thế khiến công việc làm nhang trở nên dễ dàng hơn và năng suất cao hơn. Hồi xưa là có mướn đậu xe bằng cái bàn tay mình lăn vậy nè. Rồi sau bắt đầu người ta mới lấy dán, người ta đóng một cái bàn, người ta bắt đầu sẽ làm bằng cái bay, bắt đầu xe bay. Đó, chỗ xe bay sau có thời gian nữa là bắt đầu hết xe bay, bắt đầu qua tới cái nhang nhúng. Là như bột vậy đó, bắt đầu mình hốt lắm tâm là mình nhúng thập cho bột, nhúng nước thập cho bột, bắt đầu nhúng một lần mấy thiên vậy đó. Chứ không có xài máy luôn. Cho đến bây giờ là mới làm máy đúng không? Rồi sau bắt đầu có nhúng xong bắt đầu mới chuyển qua, thấy bụi bặm quá rồi bắt đầu mới chuyển qua cái nghề bắt đầu máy, bắt đầu tiên là máy ép tay, rồi làm quay trước này nè. Đó, quay ra từng cây. Rồi cái lên từ từ cái lên là máy, cái đời máy này là cái đời nó hình như là đời thứ tư thứ năm cái đời máy. Thì tăng sức hơn, tại vì hồi xưa kiếm được cái máy chân máy tay một ngày chỉ mười mấy 20 thiên thôi. Rồi sau cái lên cái máy bắt đầu máy cơ á là nó là bắt đầu lên khoảng chừng 30-40. Rồi bây giờ cái đời máy sau này là nó là tự động, nó xài tự động, thành ra là được một ngày nó lên tới gấp 3 lần như vậy. Cách nhà anh Tài vài bước chân, vợ chồng ông Nguyễn Văn Bảy đang cầm cuội nhuộm tăm, xe nhang để kịp cho vụ Tết. Theo ông Bảy, công việc năm nay nhiều hơn hẳn so với mọi năm và sản lượng nhang xuất ra cũng cao gấp đôi so với cùng thời điểm này năm ngoái. Dù bận rộn nhưng vợ chồng ông ai cũng vui mừng vì được quay trở lại công việc và nếp sống cũ. Tranh thủ một ngày nắng đẹp, ông Bảy lại mang những bó tăm nhang ra phơi. Những bó tăm nhang được ông xòe tròn và phơi khoảng một ngày trước khi ông đưa vào sản xuất. Nó cũng tùy theo trời nắng mưa. Nếu mà trời nắng đàng hoàng, một ngày một người chạy được 50 thiên. Thiên là 1.000 cây. Bột rồi keo, với màu, cái mình bỏ vô khói, cái mình đổ nước vô, mình đảo lại rồi xong. Đưa vô máy và tăm mình đưa vô máy rồi nó bấm cho nhang. Thì mình mong cho nó, cho dịch đừng có ấy, dặn công việc cho nó ổn định chút xíu. Chùa chiền người ta đi, người ta đốt nhang nhiều thì mình mới làm nhang nhiều. Dẫu trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, nhiều hộ dân nơi đây vẫn quyết tâm gìn giữ và phát triển làng nghề gần một thế kỷ qua. Đây được xem là một trong những làng nghề lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và còn là một trong những cơ sở sản xuất nhang lớn nhất khu vực Nam Bộ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.